À lấy cái bàn giúp chú cái Vinh ơi. Đâu ạ? Lấy cái bàn giúp chú cái. À, xin chào toàn thể anh em. Rồi mấy ngày nay mở toàn là chế độ rồi xin chào anh em. À, đây. Để mình đặt xuống dưới đi để cho nó dễ dàng hơn cho anh em nhé. Ở đây thì hôm nay cũng không biết anh em hôm nay làm ăn sao rồi. Mình thì vẫn cứ bèo cũng dịch Covid. À, xin chào. Rồi, ok anh em. Đợi chút xíu là anh em cùng phân tích giúp mình nha. Xe này là Appalet 2010. Cho lớn lên nha anh em, để anh em phân tích giúp cho mình xem. Xe Appalet nha anh em, 2008-2010. Là dòng xe Appalet này là anh em lưu ý đó là có tích hợp bộ ba cảm biến luôn nha. Bộ ba cảm biến, tích hợp bộ ba cảm biến. Lưu ý anh em, có nhiều anh em hay bị nhầm lẫn. Vòng tua bây giờ là 2780 vòng trên 1 phút anh em ạ. Anh em hãy xem phân tích giúp mình đường nguyên nhân bị tại sao ạ. Rồi xin chào Phú Nhật nhé. Xin chào toàn thể anh em. Dòng xe Appalet 2010. Góc mở bướm ga là 00. Điện áp là 526 mV. MAB vẫn hoạt động bình thường. Bộ ba cảm biến này thì đường bị MAB đừng có vấn đề rồi. KPA đừng có vấn đề rồi. Có lẽ là đơn vị bị chai cái miếng phải màng cao su bên trong của ba cảm biến. Nhiệt độ là 82 độ C này, anh em nhìn thấy này. Điện áp đã được giảm xuống là 760 mV. Khí nạp là 40 độ. Điện áp thì vẫn là 2V1, 2V2. Anh em hãy giúp mình một chút. Bây giờ có thể chúng ta sửa chữa từ đâu?
Cấp mở bơm ga còn nguyên xi nha anh em ạ. 0 độ. Điện áp là 526 mV. Tốc độ là 2.800 vòng đến 2.700 vòng. Góc đánh lửa là 9,5 độ. Sớm lửa. Thời gian phun là 3.4 mili giây. Các anh em phải phân tích giúp mình, không thì các bạn bấm giúp cho mình một cái ok thôi. Chỉ các bạn chỉ cần nhắn vào trong tin nhắn là ok để mình biết, có thể là các bạn không cần phải bình luận. Nếu các bạn biết, các bạn nào biết thì bình luận giúp mình. Không thì các bạn bấm giùm mình chữ ok được rồi. Hoặc là chia sẻ đến các hội khác để giúp mình cùng phân tích trên dữ liệu thiết bị chuẩn đoán Motoken. Thì tình trạng xe Appalachia 2010 đường vòng tua cao bất ổn. À, Giang Nguyên à? À, chắc cỡ tầm độ 2 bữa nữa đi em ơi. Có thể là anh sẽ thông báo trên Facebook em ạ. À, thì xem tình hình dịch bệnh, dịch Covid coi sao. Rồi các bạn hãy bấm theo như Tuấn Tiền, bấm vào ok giúp mình để có sự tương tác cùng anh em, để có động lực đôi chút nha anh em, để chúng ta có thể chia sẻ cho anh em khi chúng ta cần sở hữu một thiết bị. À, vòng tua 2006-2007 thì cái tình trạng này anh em lưu ý này, rất là nhiều anh em đương bị, nhất là những dòng xe Lovo này, Yamaha này, dòng những dòng xe nào mà sử dụng bộ ba cảm biến là rất hay bị nha anh em, lưu ý giúp mình cả. Rồi xin chào tất cả anh em. À, các bạn hãy bấm vào cái chữ ok giúp dùm mình nha, để có giống như là chúng ta cần tương tác với nhau. À, các bạn cứ phân tích đôi chút cần chúng ta cần sửa chữa những gì và kiểm tra những gì nhá. Rồi xin cảm ơn Minh Hùng, xin cảm ơn tất cả anh em. Xe mình chưa sửa những gì nhá, chưa thay thế những gì, chưa kiểm tra bộ ba cảm biến, chưa kiểm tra một cái gì gọi là liên quan đến vấn đề ga anti, đang bị nằm ở 2000. Ok ok, có lẽ là chính xác, chỉ cần có thiết bị là chúng ta có thể reset rồi. Cảm ơn em, sẽ có chút xíu nữa đầy đủ để cùng với anh em để tương tác ở trên cuộc chia sẻ ngày hôm nay. Thì mỗi ngày chúng ta có thể có những cái thiết bị, những xe ban bệnh thì anh em có thể chia sẻ lên để chúng ta cùng để phân tích dữ liệu cho một cách chính xác nhất. Anh em nào mà cứ bấm ok giúp mình nha. Nếu anh em ok xin cảm ơn Sơn Cúc. Nếu anh em nào không bình luận, chưa hiểu được nguyên nhân thì các bạn cứ bấm ok thôi, không cần phải trả lời. Các bạn cứ phải bấm ok giúp mình nha, để có thể là chúng ta cùng tương tác với nhau cho nó vui vẻ hơn. Thì như anh em đã thấy là nhiệt độ vẫn ok nhá. Nhiệt độ là 84 độ C. Điện áp là 721 mV này. Khí lạp là 41 độ C này, độ này. IAT đây anh em nhá. À, điện áp là 2V1 đến 2V2. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. À, vòng tua vẫn cao nha anh em nhé. Rồi xin cảm ơn. À đúng rồi, anh em cứ bấm ok để có sự tương tác đến tất cả anh em. À chói rồi em. Rồi ok ok. Rồi đợi mình đôi chút nha. Có thể nhìn thấy rõ chưa anh em ạ?
Thành Sang coi như vậy đã được rõ chưa anh em ạ? Thì thiết bị là anh em nhìn thấy rõ này, thiết bị chuẩn đoán Motoken từ tất cả những cái thông số này, từ điện áp này, rất là nhịp nhàng. Đây anh em có thể nhìn cái là anh em có thể biết được cái vòng tua là chạy rất là ổn định, ga cao rất là cao, 2007, 2006 liên tục. Xin cảm ơn Thương Nguyễn nha em. Sắp sửa từ Lào về, sắp sửa tới đây thì lớp sẽ tổ chức đấy, thì chú về một lần cho biết, về Việt Nam để học qua một khóa, qua Lào còn chiến đấu chứ. Rồi xin cảm ơn em nhá, Thành Sang. Các anh em hãy bấm ok giúp nha. Anh em một là anh em hãy tương tác giúp mình, hai anh em coi nếu mà cảm thấy tưởng chưa phân tích được thì anh em chỉ cần bấm chữ ok để mình có thể là biết được anh em còn đường còn chưa hiểu sâu về cái thiết bị chuẩn đoán, thì mình sẽ tương tác cùng anh em liên tục những bài viết, những cái video thực tế. Ở đây có nghĩa chúng ta cần phải thực tế là nhiều nhất. Mình không chia sẻ những cái ban mà mình tự tạo ra nha anh em, lưu ý ạ. Rồi xin cảm ơn. Thì để giới thiệu mấy anh em đôi chút đây. Rồi chúng ta cũng cùng phân tích. Thì ở đây là mình, tại sao mà mình nói luôn tục là vấn đề là đây là xe của khách hàng nha. Không phải xe ở chỗ mình để trung tâm. Ở đây là xe khách hàng, đây là xe chúng tôi đường làm. Xe này thì vừa lấy làm xong đấy, đường bị tình trạng thì bị lốp B. Thì chúng tôi đã làm máy xong, nhưng mà bây giờ tình trạng là ga cao. Đây xe, không thiếu gì những dòng xe, nên là các bạn yên trí vấn đề là chúng tôi không phải làm trên một cái video. Ok không sao. Cứ anh em một là bấm ok, hai là anh em hãy giúp cho mình để phân tích dữ liệu trên thiết bị. Thì hôm nay đường làm một cái dòng xe đó là Avalanche 2010. Tại vì mình nói là đi đôi mới thực hành chứ mình không có nói không. Có nghĩa là chỗ tiệm mình thì rất là nhiều xe. Thế quan trọng là có thời gian thì mình sẽ chia sẻ với anh em, còn chưa có thời gian thì mình chắc cũng không có thời điểm để chia sẻ được. Thì hiện nay do dịch Covid thì mình ở nhà. Rồi các bạn hãy bấm giúp mình ok để có sự tương tác. Anh em nào hỗ trợ thì hãy nói về nguyên nhân. Thì dòng xe Avalanche thì các bạn đã nhìn thấy này, thông số này mình sẽ đưa thấy thông số cho các bạn này, từ đầu cho đến cuối này. Nhiệt độ này, tốc độ máy này, nhiệt độ này, nhiệt độ động cơ là 83 độ C thì điện áp sẽ giảm này, là 741 mV này, khí nạp là 44 này, độ này, đó là IAT ở những cái dòng xe. Như anh em lưu ý là những dòng xe Avalanche Vision thì nằm ngay ở chỗ cái Boe đấy, như anh em trong Sài Gòn ở Boe đấy, gọi là ngoài Bắc gọi là lọc gió đó. Thiết bị thì sử dụng rất là đơn giản nha anh em lưu ý, không có rườm rà, thao tác rất là đơn giản, chỉ có sử dụng trong vòng có 4 bàn phím, mũi tên lên xuống, mũi tên trái phải. Điều đặc biệt là 2007-2008. Thì như anh em nói reset thì bây giờ chúng ta sẽ vào reset xem cái vòng tua máy này có thay đổi hay không. Cảm biến oxy. Vì tại sao mà trở về không đấy, nhiều anh em cũng hay bị vấn đề lỗi khi chúng ta nhìn trên thiết bị. Đặc biệt khi vòng tua đã tăng cao, có nghĩa mình đường đỏ chế độ là không, có nghĩa là góc mở không có gì cả, không có lượng ngoài khí đi vào, mà đi vào qua một cái con, một đường gió nào đó, nó sinh ra gì, sinh ra hòa ga lên.
chúng ta kiểm tra A trên F nha anh em. Tỷ lệ hòa khí đợt này là rất là nhạt. Các bạn thấy nó rất là lạ. Nhìn tỷ lệ hòa khí này thì anh em đã phân tích là cảm biến oxy là có về trạng thái là không rồi đấy. Chỉ mười mấy, hoặc hai mấy, hoặc ba mấy milivolt. Rồi, và bây giờ chúng ta thử ra xóa lỗi, giống như anh em đừng nói là xóa lỗi xem có hết hay không nhé anh em. Tiếng máy thì vẫn lớn này anh em, nhìn này, bắt đầu chúng ta thử. Tiếng máy đã đột ngột tăng lên. Ok. À, khi xóa lỗi là ga lại càng cao nha anh em, lưu ý. Càng cao hơn anh em nhiều lưu ý này, xóa lỗi này. Rồi khôi phục đúng không? À, vừa lấy là xóa lỗi, bây giờ chúng tôi sẽ vào khôi phục xem. Ok, ngắt kết nối làm theo thiết bị yêu cầu. À, ga là quá cao rồi nha anh em, và chúng ta sẽ bật khởi động. Đây các bạn lưu ý này, thiết bị này khi kết nối với xe này, sử dụng trên thiết bị chuẩn đoán Motoken thì rất là đơn giản. Honda. Thì trên đây sẽ có Lào này, Campuchia này, Thái Lan này, Malaysia này, Myanmar này, Indonesia này. Và xe tôi dùng vào là xe Việt Nam. Để kiểm tra lại tiếp theo. À, anh em nào không phân tích thì bấm giúp mình chữ OK để có sự tương tác nha anh em. Để cho anh em khác, anh em cứ ngại, không có vấn đề gì ngại, mình cùng chia sẻ để chúng ta có thể học hỏi hơn. Bây giờ góc mở bấm ga vẫn là 00 nha anh em lưu ý. Tôi sẽ khởi động. Ga thì vẫn cao nha anh em lưu ý. Xin chào bác Quốc ạ. À, vòng tua là giảm đi được 200 vòng. Về hiện tại thì vẫn là 2.500 vòng trên 1 phút. Xin cảm ơn Sơn Thúc, cảm ơn anh em rất nhiều. Vì đây là toàn bộ những cái xe, bây giờ chúng ta anh em phải phân tích và hoặc là bấm OK giúp mình để làm gì? Để có thể chúng ta chút xíu nữa chúng ta cùng sửa chữa ngay và kiểm tra những gì đương bị tình trạng tòa ga. Xin cảm ơn bác Quốc giúp em cùng tương tác giúp anh cùng anh em bác ạ. Xin cảm ơn Hiệp Phu nhá. Anh em tương tác nếu không phân tích thì bấm giúp mình OK. Xin chào em. Rồi bác Quốc giải thích cho giúp cho em cùng với cả anh em ạ.
Xe thì tất cả mọi cái rất là hoạt động bình thường. Xe thì em mới làm máy xong nha anh em. Xe là hiện tượng hôm nay là làm mấy con xe tay ga Appalachian 2010-2012 ly. Thì lúc trước đã ga anti cao rồi, nhưng mà do là xe đi không còn hơi và lúc B, và bây giờ hiện nay đã sửa chữa xong, nhưng mà tình trạng là ga anti đã hòa ga như lúc ban đầu. Để có cái nhìn khác biệt về nghề sửa xe máy thì hiện nay thì chúng ta cũng phải có những cái thiết bị để chúng ta có thể đo kiểm điện áp. Điện áp thì như các bạn đã nói rõ rồi, điện thì chúng ta chỉ không thể nào nhìn thấy được, chỉ có điện nhà thì chúng ta mới có cảm giác là giờ vào là giật thôi. Còn những cái điện áp đưa thông tin gửi về cho ECM thì những dòng xe máy thì các bạn không có thiết bị là rất là khó khăn. Thì để làm gì, để khi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng anh em thì anh em sẽ biết được cái điều khi xảy ra hiện tượng mà hòa ga hoặc là ga anti cao chẳng hạn, các bạn sẽ có thể là thao tác để sửa chữa một cách đơn giản nhất. Góc mở bơm ga vẫn còn nguyên xe nha anh em. Anh em hãy chia sẻ các hồi khác cơ tầm độ 7-80 người thì anh em ta có thể là để đi kiểm tra cho chính xác hơn. Và chúng ta hôm nay sẽ sửa chữa trực tiếp ở trên những dòng xe đương bị có những cái bàn bệnh. Và bây giờ tôi sẽ kéo ra cùng cho anh em thấy rõ hơn. Các bạn chia sẻ không thì anh em cứ bấm vào chút ok giúp mình nha. Và bây giờ hiện nay là góc mở bơm ga này không ổn định và chúng ta sẽ phải nhập lại. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Như anh em ở trên những cái thông số thiết bị chuẩn đoán Motoken, những anh em cần muốn sử dụng hoặc là muốn am hiểu hơn ở trên những cái thông số trên này, thì nếu anh em có câu hỏi nào thì cứ trả lời nhé. Câu hỏi rồi ở đây cũng có anh Quốc rồi, bản thân mình sẽ cùng chia sẻ cùng anh em. Rồi, xin cảm ơn Hà Hiệp. Xin cảm ơn Hiền Hữu Hiền, Mộng Trần. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Với những cái việc thì có lẽ là chúng ta kiểm tra nó cũng rất đơn giản, nhưng với mức độ nhiều anh em thì hiện nay rất là khó. Ngày mai mình sẽ có thời gian, mình sẽ chia sẻ với anh em một cái ban, đó là một cái dòng xe Lovo LX nha anh em.
điều rất lạ là garanti rất là cao. Chúng ta cho dù đã reset, đã khôi phục ECM rồi, nhưng hiện tượng thì trên đường là có bệnh nha, phải có vấn đề. Khi chúng ta cần sửa chữa xong cái vấn đề đó thì chúng ta mới reset, hoặc chúng ta xóa những cái lỗi quá khứ thì nó rất là bình thường thôi anh em. Các anh em làm hãy giúp mình để phân tích dữ liệu trên dòng xe Appleet này. Còn các bạn không có thì các bạn bấm vào giúp OK để có sự tương tác, rồi mình chia sẻ đến các anh em hội khác. Để chúng ta hôm nay tôi sẽ cùng chia sẻ với anh em để chúng ta kiểm tra, kiếm ra nguyên nhân tại sao mà vòng tua cao. Các anh em hãy bấm vào OK giúp mình nhé. Anh em hãy hỗ trợ giúp mình, không thì các anh em chỉ bấm vào OK thôi, cũng rất là đơn giản để mình biết. Có thể là chút xíu mình sẽ chia sẻ, thì nhiều khi có những lúc anh em chưa nhìn ra được vấn đề, có thể là ngại tương tác, thì anh em chỉ cần bấm OK là mình đã biết, để chút xíu nữa chúng ta cùng tương tác với nhau một cách chính xác nhất. Nhiều khi anh em cũng biết, nhưng mà nhiều khi anh em rất là sợ là điều gì khi chúng ta bị tương tác mà nói sai. Thì ở trên đây có nghĩa là anh em chưa mạnh dạn được, thì các bạn chỉ cần bấm vào OK. Còn anh em nào biết thì hãy tương tác cho mình. OK, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Khi vòng tua cao thì TI sẽ mở lớn nha anh em. Nó giảm, muốn giảm lại để nhiên liệu tối ưu nhất. Nhưng mà đến hiện nay là thời gian phun mà 3.4 3.4 mili giây. Nhưng mà trên vấn đề oxy thì lại rất là nhạt, anh em nhìn thấy rồi. Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Biên, chính xác. Những điều anh em chia sẻ là chính xác. Vâng anh, dạ. Anh có quên quá sao mà em chưa hiểu luôn ạ. Rồi, OK bác. Vâng. Ở đây có bác Quốc sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em nhé. Tỷ lệ hòa khí rất là nhạt rồi đấy. Thông tin
cái trạng thái bác kêu kiểm tra bên Vania CV hả bác? Rồi ok, chút xíu em sẽ kiểm tra để đưa cho anh em nhìn thấy trước ở trên những cái thông số hiện tại. Vì vừa nãy em đã reset rồi bác Quốc ạ, cũng không được ở trên cái trạng thái Vania CV. Vâng đúng anh ạ. Góc đánh lửa là 1,5 độ. Đây là Vania CV thì vẫn nằm ở trong dải là 69 bước, thì cũng chưa chắc chắn. Rất là lạ nhiều điều cái xe. Ga anti thì cao. Góc đánh lửa giờ đây thì chỉ còn 1,5 độ thôi. Vòng tua tăng cao rồi. À, xin chào Hải Dương nhá. Rồi. MAB là anh em cùng phân tích giúp. À, các anh em chỉ cần bấm OK giúp mình nhá. Anh em nào mà tương tác mà chưa chia sẻ được và anh em chỉ biết gọi là còn ngại ngùng thì anh em chỉ cần bấm cái OK giúp mình là được rồi. Vâng bác Quốc ạ, đúng rồi. Góc đánh lửa nó quá muộn luôn. Thường thì nằm trung bình là 9,5 độ cho đến 14 độ. Rồi, xin cảm ơn xin Trần. Những tình trạng này thì chúng ta cần kiểm tra những cái dễ nhất. Rồi ok ok. Xin cảm ơn anh em. Rồi khỏe chứ anh.
Vinh ơi, Vinh ra phụ anh quyết lại để đưa cái máy vào. Thì đợi chút xíu con em này nó làm xong rồi nó sẽ hỗ trợ mình. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Vinh ơi, phụ anh quyết đưa lên cái máy đi. Anh nghe là đặt ở máy thì thường á là đặt ở dưới thì có dễ hơn, nhưng mà hôm nay hiện nay thì anh em đặt ở trên thì nó khó khăn đôi chút. Rồi, xin cảm ơn anh em. Thì chút xíu nữa mình sẽ cùng kiểm tra cùng tất cả các anh em để kiểm tra trên những van ACV hoặc là trên những cái cổ hút. Thì anh em hãy đợi đôi chút nữa là mình phụ anh em để lưng cái cục máy lên. Tại vì cái van mà ở trong cửa tiệm của mình thì rất là nhiều, là hầu như là hàng ngày là làm rất là nhiều dòng xe như phun xăng điện tử hiện nay. Có những anh em cũng đã nói rồi, đôi chút thì chúng ta cần phải kiểm tra một cái cách chính xác nhất. Xin chào Tuấn nhé, xin chào toàn thể các anh em. Các anh em nào tương tác hoặc là anh em không tương tác thì anh em còn ngại đôi chút đó, thì các bạn cứ bấm vào OK, bấm vào chữ OK được rồi anh em, để chúng ta có sự tương tác cùng anh em để biết anh em đường coi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến kết quả để kiểm tra xem nguyên nhân tại đâu. Thì giống như anh em rồi, và bây giờ chúng tôi sẽ tắt khóa và nhờ một em để gỡ hòng ra để kiểm tra, và chúng ta sẽ phải tắt máy. Dây ga tôi bỏ ra luôn rồi nha anh em, như lưu ý này, dây ga là bỏ ra luôn rồi này, mà gang khi vẫn cao thì gỡ bộ ba hết rách cảm biến ra trước đây. Ra ra luôn các bạn. Đơn vị vấn đề là họ còn có xăng. Mười lăm mét lên chưa? Mười lăm. Đây, K44 ạ. Vi dần K44. 2014 15. Gang ti cao em ạ. Đến 2000 mấy vòng trên 1 phút. Rồi, kiểm tra gioăng trước. Đúng rồi, úp vậy là đúng rồi. Rồi, OK, thì gioăng này trên này đã OK, úp đúng điểm, không bị hở rong. Rồi, kiểm tra rút tiếp luôn. Rong dưới đây là rất là OK hết nha anh em. Gioăng cao su vẫn OK hết. Cầm lấy cái phíp này giúp anh. Rồi, bây giờ em kiểm tra cái van ACV giúp cho anh đi. Mở van ra. Lấy cái chậu đi em, lấy cái chậu. Cái gì ạ? Bây giờ có thể thử cái van. Rồi anh em sẽ cùng. Đây là xe vẫn còn zin nguyên bản hết nha anh em.
À, không phải, có nghĩa là trên này nó phải có nguyên nhân, kể cả chúng ta có xử lý đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Em cho vào cái van IACB giúp cho anh bắt hết hỏng ga. Hỏng ga không có bị xì. Gắn hết hỏng ga rồi đi em, gắn vô hỏng ga trước. Rồi, để chào em Hưng nhá. Không, gắn hỏng ga rồi luôn, gắn luôn hỏng ga, không cần được. À rồi, để thử cái van IACB ngoài được rồi. Ok, khỏi cần gắn kín. Chạy mà không có ra vô như thế. Rồi, có nghĩa trên trục này thì cũng rất là lưu ý, anh em lưu ý này. Thì đúng là mình chưa có vệ sinh van, chưa vệ sinh hỏng ga. Rồi bây giờ anh em hãy vệ sinh cái hỏng ga lại hết. Rồi ok. Nó có lẽ là nó bị hư cái ren đó. Hiện tại thì vẫn xe zin, không xoáy được ra đúng không? Chính xác, bị kẹt van nha, nhưng mà bây giờ mình cũng chưa chắc chắn khẳng định, tại vì co kiếc là ok hết rồi, chủ yếu là bị van thôi. Để kiểm tra xem trạng thái van bây giờ, đường tình trạng kẹt. Đâu kẹt ra sao em, không thể lấy ra được ạ. Kẹt ra đây. Đây anh em nhìn này, kỹ này, kẹt bây giờ chúng ta không thể là xoáy ra được này. À cái này mới gọi là khó khăn đây. Bây giờ khách hàng không yêu cầu thay van, chỉ có ga cao thôi. Bây giờ thì như anh em bây giờ tình trạng nó bị như này thì xử lý sao đây? Rất là khó khăn đây. Bây giờ làm sao mà nói chuyện với khách hàng? Bây giờ mở không ra nha anh em. Lưu ý này, xoay không ra được nổi cái con cái van này nhá. Van điều khiển gió này anh em ạ. Bây giờ kéo cả ra ngoài được mới chưa chịu xoay đây. Rồi bây giờ chúng ta lại phải làm một cách nữa, đó là chúng ta cho vào trên thiết bị trên xe luôn và chúng ta thử xem là nó xoay ra được không. Đây vẫn xoay bình thường này anh em nhìn này. Rồi cái này nó đương bị khi vừa lấy mình kéo ra nhá, nhưng không xoay được. À chính xác, thì tất nhiên phải thay rồi, nhưng mà bây giờ quan trọng là anh em phải lưu ý bây giờ làm sao trả lời cho khách hàng để chúng ta thay cái van này. Tuy rằng là một việc rất là đơn giản, nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy nó xoay mà không thấy di động thì cũng rất là khó khăn. Thế rồi cái điện thoại của mình cũng gần hết pin. À, và chúng tôi sẽ đợi để tôi kéo ra tôi làm pin. Rồi
Rồi anh em hãy bấm, một là các bạn hãy chia sẻ, hai nữa là các bạn bấm ok giúp mình nhé, để chúng ta tương tác. Được rồi, tôi sẽ cho anh mượn một cái van ECB đi em ơi. Rồi, xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ tôi phải thay một cái van ECB. Thì trong tình trạng kẹt, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là anh em phải làm trả lời sau mấy khách hàng đây, để sửa chữa đây. Van lưu ý khi anh em xoay là nó phải xoay được như vậy nha anh em, nó phải xoay ra xoay vào được nhá. Còn van vừa đấy là ở trong xe là của zin của họ, đâm ra nó trong tình trạng đã là kẹt cứng. Xin cảm ơn tất cả các anh em. Rồi vào hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra kết quả cuối cùng. Xe này toàn bộ là zin nhá. Bây giờ là trên cái đường này bộ ba cảm biến đã có tình trạng là lứt luôn rồi anh em này. Mà lứt ở cái cao su ngoài thì không có đáng kể đấy nhá. Và chúng ta sẽ thay van. Cái phe đâu nhỉ em nhỉ? Cái phe đâu? Anh em nào gọi thì đợi chút xíu nha. Để chia sẻ cho anh em bằng cái những cái xe thực tế đường bị hư hỏng của những khách hàng, thì để anh em khi gặp trường hợp vậy trên các bạn hãy biết cách xử lý một cách dễ dàng nhất. Thì trường hợp chúng ta nhìn ở trên thiết bị thì vẫn là báo giá trị là 60 bước hoặc 50 năm bước. Thì vừa đấy tại sao chúng ta reset hoặc là chúng ta xóa lỗi, từ dừng xe đã hòa ga lên, có nghĩa là nằm ở trong trạng thái kẹt. Và tôi cũng không cần phải vệ sinh. Vệ sinh thì không, cũng vệ sinh vừa đấy rồi. Đây, cỡ làm nghề ngày nào cũng làm đấy anh em ạ. Rất là nhiều xe đấy mà nhiều khi cũng bị té thua đấy.
giày ga chúng ta vẫn để ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ ra tìm thiết bị để chúng ta cấp nguồn cho thiết bị và chúng ta sẽ chuẩn đoán. Đấy, như các anh em đã thấy, nhiều khi hiện tại những cái xe hàng ngày chúng ta đường gặp phải cần rất là khó khăn. Không chỉ là những anh em chỉ có đưa những cái bài mà những hình ảnh lên thì cực kỳ là khó khăn để chúng ta sửa chữa. Thì bây giờ thì khi chúng ta đã thay được van ECV thì hiện tại thì vòng tua đã được 1.700 vòng trên một phút. Thì con van hiện nay trên tay tôi đây, các anh em nhìn thấy. Đây con van nha anh em nha, con này là zin mới, vẫn là zin trong xe nhé, lưu ý. Khi chúng ta kiểm tra trên bước của nó thì vẫn ok hết này. Bây giờ mới gọi là trên van ECV mới dao động, còn vừa nãy là đứng một chỗ anh em thấy không? Rất là khó khăn ở trên đó, nếu chúng ta mà không thao tác để chúng ta thường xuyên để chúng ta có thể nhìn trên những thiết bị chuẩn đoán. Thì đặc biệt ở trên thiết bị Motocan thì cho các bạn đi rất là những cái con số, đi rất là nhịp nhàng, từ từ các bạn có thể là phân tích đơn giản nhất có thể. Em ơi, bấm vào cái số điện thoại là 09. Alo. Mình nghe đấy. Ai ạ? Em qua phà một cái đúng không? Em qua phà em đi vào đường Nguyễn Duy Trinh. Em hỏi người ta đường Nguyễn Duy Trinh ở đâu là biết à? Ngay ba cây xoài em vào kêu là đi vào đường chỗ bệnh viện của Nai đấy, là thẳng ra là dẹo một cái đến chỗ anh mà nhé. Đứng ngoài đường Nguyễn Duy Trinh nha. Ok. Rồi. Tại vì anh đường livestream nên anh không nghe được. Bây giờ anh mới nhìn thấy số của em gọi mấy lần anh mới gọi điện lại cho em đó. Ok em. Ok chào em. Bây giờ thì anh em nhìn này, thông số này, mô tô bước này. Thì chẳng qua là vừa nãy mình cũng nói rõ với anh em để làm gì. Các bạn ạ, khi chúng ta cần phân tích trên dữ liệu thì các bạn phải coi từ gì, từ van ECV bước có được nhịp nhàng hay không. Đó là chúng ta cần phải phân tích cho nó rõ ràng. Thì các bạn vừa nãy nhìn là 60 vòng van ECV ở bước là 60, đứng nguyên một chỗ, vị trí không thay đổi, là không bị dao động nha anh em, lưu ý để chúng ta phân tích. Thì ở đây thì các anh em phân tích là cũng đúng, nhưng có điều là mỗi một xe mỗi khác, chúng ta chỉ cần nhìn trên thông số thiết bị chuẩn đoán là chúng ta đã có kết quả hầu như là 99%, 80-90% có thể đưa chúng ta đến kết quả 100% cái điều chúng ta sửa chữa hoặc thay thế.
và chút xíu mình sẽ chia sẻ cho anh em để hôm nay chuẩn đoán còn hao 10% nhiên liệu hoặc là 20% nhiên liệu trên thiết bị chuẩn đoán MotoCAD. Các anh em hãy bấm vào phân tích dữ liệu, các bạn hãy cho mình một like là bấm vào chữ OK được rồi. Các bạn không cần, có thể anh em ngại về vấn đề là phân tích dữ liệu thì các bạn cứ bấm OK để mình sẽ biết rằng là các bạn còn đương phân vân thì có thể là mình video sau mình sẽ diễn giải hơn và mình sẽ đi vào cốt lõi của cái vấn đề phân tích ở trên dữ liệu nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra A trên F. Đây anh em nhìn này, cái kết quả khi chúng ta muốn để hao nhiên liệu, bị hao nhiên liệu hoặc là hụt ca đầu thì chúng ta chỉ nhìn ở trên kết quả, đó là tỷ lệ A trên F trên thiết bị chuẩn đoán MotoCAD. Bây giờ các bạn nhìn thấy chưa, khi mà chúng ta vòng tua đã chuẩn thì tất cả trên tỷ lệ hòa khí này sẽ đạt được 14,7 khí trên 1 gam nhiên liệu đây anh em ạ. Lưu ý, có nghĩa là khí nó phải vừa đủ là 14,7 khí trên 1 gam nhiên liệu. Và chúng ta sẽ có thiết bị chuẩn đoán chuyên sâu hơn, là các bạn lưu ý trên cái phần đọc lỗi rất là nhiều tính năng để cho anh em có thể hiểu sâu về nó. Nếu chúng ta có mã lỗi thì chúng ta sẽ phải xóa mã lỗi nha anh em. Đây trên thiết bị rất là rõ ràng, khi chúng ta đừng có lỗi là vừa lấy lỗi quá khứ thì thiết bị đã yêu cầu chúng ta kiểm tra cộng trừ trên kim phun phải có điện 12V điện áp hay không. Khi đã có điện áp rồi, yêu cầu đo ôm, tất cả tính năng ở trên thiết bị chuẩn đoán MotoCAD đã cho tất cả các anh em có nhiều giải pháp để chúng ta đo kiểm bên trên thiết bị. Chúng ta vào phần xóa mã lỗi. Khi các anh em đã xóa được mã lỗi và chúng ta đọc mã lỗi, đây là những cái phần đặc biệt nhất bạn muốn chuẩn đoán nâng cao không thì tôi sẽ chép. Thì trên đây là những cái phần mà các anh em ít khi nào anh em có thể chia sẻ và anh em biết tới để dùng tới. Thì trong đây nó sẽ có rất là nhiều tính năng để cho anh em có thể giải thích cho khách hàng và sửa lỗi idling top. Lỗi idling top này, lỗi không thể nổ máy này, rất là nhiều tính năng trên này. Lỗi idling top, hao nhiên liệu, không thể quay đề, hòa ga liên tục và hòa ga ngẫu nhiên. Và hôm nay tôi sẽ chuẩn đoán nâng cao xem xe có hao nhiên liệu hay không. Rất là dễ sử dụng nha anh em, thao tác rất là đơn giản, không cầu kỳ, không mất nhiều thời gian. Chỉ vậy thôi thì chúng ta đã có kết quả thay một cái van ECP. Những tính năng đặc biệt
của chuẩn đoán nâng cao, có nghĩa các bạn thay van xem có kết quả hay không, thì chút xíu các bạn có thể gắn lại cho khách hàng. Chúng ta thay kim phun, thay cảm biến, chúng ta cũng phải có vấn đề chuẩn đoán nâng cao để chúng ta đưa ra kết quả cho khách hàng đấy. À, xin chào anh Ngọc Hòa, xin chào Hùng, xin chào tất cả anh em, chào Tuấn Vân xe máy. Thì khi chuẩn đoán mất trong vòng 60 giây thì sẽ được xử lý thông tin. À, áp suất của tôi mới vừa lấy làm máy xong thì rất là ok. Yes. À, xăng tiêu thụ đúng tiêu chuẩn. À, như vậy thôi là chúng ta đã có kết quả để đưa đến cho khách hàng. Ở đây chúng ta cần những thiết bị để hỗ trợ cho các anh em, để chúng ta chứng minh cho khách hàng trước và sau khi thay thế. Đó là một cái bằng chứng không thể nào mà nếu mà anh em mà khi thay tất cả linh kiện điện tử mà chúng ta không có cái gì để chứng minh cho khách hàng thì cũng rất là khó khăn đối với bây giờ, với hiện nay. Thì với tôi thì tôi làm từ xưa đến giờ tôi đều thay tất cả mọi cảm biến hoặc linh kiện gì tôi đều phải chứng minh cho khách hàng bằng những thiết bị đã có sẵn, những cái ứng dụng bên trong đó tại sao chúng ta không làm, mà chúng ta cần phải đi nói chuyện với khách hàng bằng những lời nói hoặc là bằng cái kinh nghiệm của chúng ta đưa ra. Với tôi, chỗ mình là mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn là gì, khi chúng ta sử dụng thiết bị thì tại sao không để thiết bị để trả lời cho khách hàng mà lại cần để đến anh em phải đưa ra từng kinh nghiệm để nói là xe này em đã thay kim phun thì em đảm bảo mấy anh chị là xe không còn hao nhiên liệu nữa, thì nó cũng mất đi rất là nhiều cái câu để chúng ta tư vấn và chúng ta đường nói về rất nhiều. Nhưng mà thực tế thì lại không có. Đó là cái điều chúng ta rất là khó khăn. Nếu ví dụ như anh em cần chứng minh thì cần phải body đen hoặc là body trắng, nhưng chưa chắc bây giờ những cái dòng xe hao nhiên liệu trên những dòng xe phun xăng điện tử hiện nay là body trắng nhưng mà vẫn hao nhiên liệu, anh em thấy rồi đấy. Với tôi là tôi chỉ chia sẻ bằng anh em bằng cái thật tâm để cái phát triển cửa hàng của các chính các anh em, chứ tôi đâu phải chia sẻ để cho tôi được lợi gì của anh em đâu. Đâm ra là đến với tôi thì với tất cả anh tôi chia sẻ với anh em là bằng chính bản thân tôi cũng được làm nghề như anh em. Tôi phát triển nhờ đâu, nhờ tôi chỉ chủ yếu lấy trên thiết bị để tôi chứng minh cho khách hàng mà thôi. Nhiều khi những cái lỗi như idling top, nhiều khi những anh em bây giờ cũng rất là khó khăn. Trên lỗi idling top thì người ta đã ghi rõ tất cả trong khâu gì đấy, chúng ta khi chuẩn đoán về idling stop đều có cho chúng ta có chỉ số đầy đủ. Coi như hiện nay là tôi đã thay một cái van xong, tôi đương chia sẻ với các bạn thôi. Còn chút xíu khách hàng đến tôi sẽ phải chia sẻ tiếp. Theo là tôi phải chứng minh cho khách hàng để cho chúng ta có thể thay một cái con van này hợp với lý hợp tình. Có nghĩa ở đây là xe chỉ có bị gì lớp B không nổ máy thôi. Nhưng hòa ga lúc đầu tiên chúng tôi đã nổ nhưng rất là khó, vì lúc đấy là không nổ dai được thì không thể kiểm tra trước khi để có thể nói chuyện với khách hàng. Đây nó cũng là một cái trường hợp hơi rắc rối. Và chúng ta sẽ kiểm tra lốt thông số cuối cùng. Đây là nhiệt độ, anh em lưu ý này, nhiệt tăng thì điện áp sẽ giảm, đó là điều đương nhiên.
Thôi thì cũng đã giải quyết xong một cái xe. Thì tình trạng khi anh em gặp vào đó thì chúng ta cũng phải kiểm tra một cách chỉnh chu hơn. Tôi thì cũng sắp tới tại trung tâm thì chúng tôi cũng có hướng dẫn anh em để làm, để giải thích cho các anh em và tại sao mà những cái dòng xe SH bị sôi nước. Thì hôm nay tôi đã có những cái mô hình ở đây anh em nhìn thấy rồi đấy. Ngày mai tôi sẽ gắn những cái hòm ga trên đây và những cái bộ phận bơm nước trên dòng xe đây là SH nha anh em, để hướng dẫn cho anh em đây. Thôi xin chào anh em, thì đây hôm nay mình cũng sẵn về những thiết bị chuẩn đoán Motoken về để cập nhật cho sắp sửa hết dịch Covid thì có thể anh em sẽ hoạt động lại bình thường. Thì đây là những thiết bị chuẩn đoán thì hôm nay tôi đã mới nhập từ DTDO vào để đáp ứng với giữa năm 2020. Đây là một bộ là PCB, đây là bộ ghim rắc mạch không cần hàn, rất là thao tác, rất là dễ nha anh em, lưu ý rất là dễ. Tôi cũng sẵn thì để tôi sẽ thao tác lại cho chút xíu nữa, sẽ thao tác cho anh em. Tối nay mình sẽ thao tác ở chết hết ở trên những cái bộ phận của cái bộ ghim rất là đa năng nha anh em. Thôi xin chào anh em, đến chiều ngày mai thì tối nay là ngày mai mình sẽ hướng dẫn với anh em để chúng ta có thể thao tác trên bộ ghim không cần hàn. Xin chào anh em.